Bá đạo tổng tài nhẹ nhàng yêu, chap 31. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện đó của bố em. Bây giờ muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Không được, nói luôn đi. Nếu anh không nói, tôi sẽ không ngủ nổi. Nếu tôi nói, liệu em có chịu đi ngủ không? Ừ. Cô ấy thực sự rất lo lắng cho bố mình. Tôi đã phái người lén lấy mẫu trà ở nhà Nghiêm gia và cũng đã đưa đi xét nghiệm rồi. Tôi cũng phái người đi giám sát Cao Tố Nhã. Nếu có tin gì mới, tôi sẽ cho em biết ngay lập tức. Được. Tốt quá rồi. Nếu như kiểm tra có thành phần độc tố, mình sẽ có thể nắm được điểm yếu của Cao Tố Nhã rồi. Bố sẽ được cứu. Nhân tiện, tôi cũng đã xử lý nhân viên trong trường bị Cao Tố Nhã mua chuộc để gài bẫy em. Ông ta đã bị cắt chức và tiếp nhận điều tra. Sự nghiệp của ông ta coi như kết thúc rồi. Ồ, mình còn chưa bao giờ kể với anh ấy chuyện này. Sao anh ấy biết? Anh ấy theo dõi Cao Tố Nhã rồi điều tra ra sao? Anh ấy làm việc rất hiệu quả. Bây giờ đã ngủ được chưa? Giọng anh ấy trầm quá. Chắc anh ấy đã mệt lắm. Thật là do mình hại anh ấy không được nghỉ ngơi. Tôi sẽ ngủ ngay đây, anh cũng đi ngủ luôn đi. Chúc ngủ ngon. Có Phó Cận Thâm giúp đỡ, mọi vấn đề đã được giải quyết cả rồi. Bố sẽ ổn thôi, tất cả mọi thứ đều ổn cả. Thật tuyệt. Cả ngày cô ấy ồn ào không ngớt, dáng vẻ yên tĩnh của cô ấy thật khiến người khác không quen cho lắm. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, phần còn lại hãy để tôi lo thay em. Ua. Chịu sao nổi. Sáng ngủ của cô gái này đưa cô ấy về nhà là một quyết định đúng đắn. Sao mình có thể để cô ấy ngủ bên ngoài được? Bố, chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Phó Thiếu, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi. Em định trả ơn tôi bằng cách nào đây? Điều tôi muốn, thứ tôi muốn có được, những gì tôi thực sự muốn, là em. Em có nguyện ý cho tôi không? Chap 32. Sát sát. Điều tôi muốn là... Ngứa thế, con muỗi này, biến đi. Suýt nữa thì... Suýt chút nữa là phạm tội rồi. Ngạc nhiên thật, tối qua mình đã ngủ rất ngon. Chào buổi sáng, lại đây ăn sáng đi. Qua, phần còn lại là cho tôi à. Thật thịnh soạn, cảm ơn nha Phó Thiếu.
Phó thiếu, anh bị tát đấy ư? Tối qua mình đã xử lý ngay sau đấy rồi mà, vết hằn đỏ vẫn còn rõ lắm sao? Ai dám tát phó thiếu chứ, tôi sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Kẻ nào lại dám làm ân nhân của ta bị thương, tôi cho hắn biết tay luôn. Là em đó. Cảm ơn, là do tôi bất cẩn, bị va chạm nhẹ. Va nhẹ à, còn đau không? Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ? Va vào chỗ này cơ chứ? Tối qua vẫn chưa đủ sao? Sáng nay cô ấy lại làm nữa. Tôi đi làm đây. Vết hằn trên mặt anh ấy là sao nhỉ? Không thể nào lại va vào chỗ đó được. Đây là báo cáo xét nghiệm chất độc trong trà của bố em. Em xem thử đi. Và bác sĩ mà em muốn cũng đã liên hệ. Khi nào chúng ta lên bắt đầu điều trị? Là thật, kết quả xét nghiệm giống hệt kiếp trước. Đó là chất độc mãn tính, dần dần giết cha mình. Bây giờ mình phải chứng minh Cao Tố Nhã đã bỏ thứ này vào trà của bố. Sau đó mình có thể cho bố thấy độ mặt thật của Cao Tố Nhã. Kiếp này mình không thể để bi kịch xảy ra được lần nữa. Mình phải kiên nhẫn trước khi tìm ra bằng chứng. Bệnh nhân sẽ không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trước khi chất độc phát tác. Nếu bây giờ bảo bố trị liệu, Cao Tố Nhã sẽ dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm. Được rồi, khi theo dõi Cao Tố Nhã cũng đã tìm ra chất độc khác mà bà ta mua bán, cũng đã làm xét nghiệm. Chất độc này còn có độc tính mạnh hơn nhiều. Còn có loại chất độc khác, không lẽ Cao Tố Nhã phát hiện gì đó và thay đổi kế hoạch? Bộ đàn bà độc ác, kiếp trước bố tôi chết vì thuốc độc của bà chưa đủ thảm sao? Làm ơn hãy cứu lấy bố tôi, ông ấy là người thân duy nhất của tôi. Xin lỗi Nghiêm tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức, cô lên chuẩn bị hậu sự thôi. Ở kiếp trước, mình đã cầu xin nhiều bác sĩ cứu giúp, nhưng không có ai trong số họ có thể chữa trị cho ông ấy. Mình không thể làm gì ngoài việc nhìn cha vật lộn trong đau đớn. Mình sẽ không để bi kịch này xảy ra lần nữa. Sao thế? Em vẫn ổn chứ? Chap 33. Sao thế? Em ổn chứ? Không có gì, nên tìm bằng chứng trước thì hơn. Tôi sẽ nói cho bố biết sự thật về Cao Tố Nhã. Tôi sẽ tự lo liệu việc này. Bây giờ không phải lúc để khóc. Phó thiếu, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn anh. Tôi có thể thấy rõ nỗi buồn trong mắt em. Đừng cố ép bản thân phải mỉm cười như vậy. Thế tôi đi đây. Ngủ ngon, cần việc gì thì cứ gọi cho tôi. Được, cảm ơn anh. Sắt sắt, cứ khóc khi em muốn. Hay có phải em không muốn khóc trước mặt anh đúng không? Bất cứ kẻ nào làm tổn thương em, anh sẽ bắt tất cả phải trả giá. Phó thiếu đã giúp mình rất nhiều, mình sao còn không phấn chấn lên? Xin chào. Bố à, là con đây. Sắp sắp, kỳ học mới đã bắt đầu chưa? Con sống tốt không? Con có cần thêm tiền không? Bố, nhớ là phải chăm học ở trường nghe chưa? Bố, hãy chăm sóc bản thân mình, đừng lo cho con, nhớ để ý đến ăn uống hàng ngày. Tốt nhất đừng uống bất cứ loại trà nào. Nhưng con chưa thể nói. Không vấn đề, bố chỉ mong con sống tốt ở trường. Con yêu, bao giờ con về nhà? Bố nhớ con gái rồi. Bố, con cũng nhớ bố. Tự dưng đọc đây mình rơi nước mắt á. Bố là người bố tốt, nhưng ông ấy lại phải lòng một người phụ nữ xấu xa, kẻ đã che mắt ông.
Mình đã có thể chịu đựng cuộc sống đau khổ ở kiếp trước vì mình có bố ở bên cạnh. Mình đã mất một người mẹ, mình chỉ mong bố có một cuộc sống mới tốt hơn. Mình đã cố gắng tin tưởng và yêu quý người phụ nữ mà ông ấy yêu, nhưng kết quả chỉ là tai họa. Bố, đừng đi mà. Xin bố đừng bỏ con lại một mình. Sát sát, bao giờ thì con về nhà? Về nhà? Không, nếu như mình thỏa hiệp bây giờ, bố sẽ gặp nguy hiểm. Con đã nói rồi, con sẽ không về nhà, trừ phi Cao Tố Nhã chịu xin lỗi con. Mình không thể nhượng bộ, kể cả khi điều đấy sẽ làm bố buồn. Bố đã kết hôn với Cao Tố Nhã nhiều năm rồi. Mọi điều bà ấy làm đều là vì tốt cho gia đình này. Sát sát à, về nhà đi con. Con không thể, con phải cúp máy đây. Tạm biệt bố. Bố, thực ra con rất muốn về nhà. Con muốn về nhà của mình. Bố, mẹ. Sát sát, đừng khóc, không cần phải về ngôi nhà đó nữa. Anh sẽ xây một tổ ấm mới cho em. Thời gian trôi nhanh thật, vết thương của mình gần như đã lành lại. Hôm nay mình sẽ tới bữa tiệc đấu giá từ thiện. Đây có phải đầm dự tiệc không? Bộ đầm này thật là đẹp. Sexy quá rồi. Sao anh biết size của tôi? Chiếc váy này... Mau, cũng tưởng tượng luôn á. Chịu. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Chiếc váy này quá gợi cảm. Nó khơi gợi những suy nghĩ không đứng đắn. Không thể để người khác thấy bộ cô ấy với bộ dạng này. Không được, mau thay đi. Hả? Tôi thấy đầm này đẹp mà. Sao vậy? Thay đi. Được thôi, tôi sẽ thay. Chắc 34. Thay ngay. Được rồi, thay thì thay. Tại sao anh ấy lại đột nhiên tức giận? Đàn ông thật khó hiểu. Bộ này thế nào? Cổ áo không khoét sâu lắm, không lộ gì nhiều. Nó che được phần ngực của cô ấy. Tốt. Thông qua. Và cả phần chân, hoàn hảo. Tất cả đều được che đậy hết. Tuyệt. Có vẻ anh ấy rất thích chiếc này. Giờ thì không một kẻ nào trông thấy làn da mềm mại của sắt sắt nữa. Được. Bữa tiệc từ thiện. Đó là Phó Thiếu, anh ấy đến rồi. Tiểu thư bên cạnh, anh ấy là ai vậy? Phó Thiếu chưa bao giờ đi cùng với cô gái nào cả. Vậy đống tin đồn Phó Thiếu đang hẹn hò là thật rồi. Thật hiếm có làm sao? Mình cảm thấy bản thân giống như một con khỉ được trưng bày vậy. Phó Thiếu, thả lỏng đi, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần cười, tôi sẽ làm phần còn lại. Nếu em không muốn uống rượu vang, thì lát nữa khi chào hỏi người khác, chỉ cần giả vờ nhấp môi một ngụm thôi. Phó Thiếu thật chu đáo. Vâng, tôi biết rồi. Nhiệm vụ giả là bạn gái của anh ấy chỉ mới bắt đầu. Mình phải diễn thật tốt. Mình hiếm khi tham gia một bữa tiệc nào. Bởi vì Cao Tố Nhã, ở đây mình không chỉ được gặp những người có mặt, máu mặt trong giới, mà còn được mở rộng tiền đồ. Mình có thể tự tích lũy mối quan hệ mà không cần sự giúp đỡ của nhà họ Nghiêm. Cảm ơn Phó Thiếu đã giúp tôi có thể đến đây. Hiểm sát sát, sao cô ta lại ở đây? Bộ đầm đó lại còn rất đắt tiền. Gần đây kế hoạch của mình liên tục thất bại, chắc chắn có một thế lực mạnh đang cản trở.
không thể để cô ta quyến rũ Phó Thiếu được. Hàn Lâm anh xem, em đã bảo rằng có gì đó không đúng với Sát Sát. Em thật sự rất lo lắng cho con bé. Nếu con bé trở thành tình nhân của Phó Cận Thâm thì sao? Con bé làm mất thể diện nhà họ Nghiêm thì không sao cả. Nhưng con lại còn quá trẻ, rồi tương lai của nó sẽ ra sao? Sát Sát không phải là loại người đó. Con bé sẽ không trở thành tình nhân của bất kỳ ai. Nhưng có một khoảng cách rất lớn về địa vị giữa con bé và Phó Cận Thâm. Phó Cận Thâm có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ta muốn. Nếu anh ta không thật lòng nghiêm túc với Sát Sát, con bé sẽ đau lòng. Không khí bên ngoài thoáng đãng quá, mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chà, không phải là con gái yêu của ta đây sao? Tại sao con lại ở đây? Chẳng phải con nên ở trường hay sao? Cao Tố Nhã. Hừ, con thật không biết xấu hổ khi quyến rũ Phó Thiếu. Nghiêm Sát Sát à, là mẹ con, ta cũng thấy hổ thẹn. Là mẹ kế. Mẹ sao? Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ. Để vu khống cho tôi, trước mặt bố, bà đã mua chuộc trợ lý ở trường học. Tôi đoán bà đã biết hậu quả của người cấu kết với bà rồi. Bây giờ sẽ không một ai dám hợp tác với bà nữa đâu. Chắc hẳn bà giận đến mức không thể ngủ được. Sao bà còn ở đây giả bộ nữa? Mày... Bà tính giở trò gì nữa? Tung tin đồn rằng tôi là tình nhân của Phó Thiếu sao? Dì Cao à, im miệng của bà lại đi. Cái miệng dùng để ăn, chứ không phải để... À, đừng có nhầm. Chát 30 năm. Dì Cao, miệng là để ăn, chứ không phải để... Đừng nhầm lẫn. Mày... Sát Sát, dì chỉ muốn tốt cho con, tại sao con không chịu nghe lời dì vậy? Hừ, bà ta đang diễn, có vẻ như có người xung quanh. Hàn Lâm, anh xem con bé đi. Sao Sát Sát lại có thể nói với em như vậy? Sát Sát, quả nhiên là bố. Hàn Lâm, người có thân phận như Phó Thiếu, sao em có thể xem trọng người có thân phận thấp hèn như chúng ta chứ? Em chỉ lo Sát Sát có thể bị lừa, nhưng con bé không nghe em. Hãy tìm cho con bé một người phù hợp hơn, để con bé không mơ mộng viển vông nữa. Hừ, quay đầu lại tìm người thân cận với mình, sau đó là hất nó đi. Sau đó để xem mày làm thế nào mà đấu lại tao. Tiếp tục diễn đi Cao Tố Nhã, tôi sớm đã liệu rằng bà sẽ sử dụng chiêu này. Tôi, Nghiêm Sát Sát, sẽ đấu với bà đến cùng. Con nghĩ việc chọn người yêu và hôn nhân như nào là tự do của con thưa dì Cao? Đã là thời đại nào rồi, nói ra không sợ người khác chê cười sao? Bên cạnh đó chẳng phải Nghiêm gia, chúng ta cũng sẽ có lợi nếu thiết lập quan hệ với Phó gia hay sao? Nhưng dì Cao, dì cứ luôn nóng lòng muốn tách chúng tôi ra một cách bất thường thế này. Dì thật sự không có mục đích gì khác sao? Mày, Hàn Lâm, em chỉ lo cho con bé Sát Sát. Sao con bé có thể nói với em như vậy? Vậy sau này em sẽ không can thiệp gì nữa. Sát Sát còn nhỏ, em đừng tức giận. Sát Sát, xin lỗi dì Cao đi, dì cũng muốn tốt cho con thôi. Cao Tố Nhã thể hiện rất tốt, thật có phong thái của một hiền thê từ mẫu. Trước kia ai cũng bị bà ta lừa. Nhưng lần này, đừng hòng điều khiển cuộc đời tôi. Con chẳng phải gì cả. Con chẳng làm gì cả. Tại sao phải xin lỗi? Ông xã à? Sát Sát, từ nhỏ con vẫn luôn ngoan ngoãn. Hôm nay con sao vậy? Từ nhỏ ngoan ngoãn vâng lời. Đúng vậy, nguyên nhân là ở chỗ đó. Mình mới mất tất cả những gì mình đã có. Là một đứa con gái ngoan, ai muốn làm thì làm đi. Có chuyện gì ở đây vậy? Có điều gì không tốt trong bữa tiệc khiến mọi người không hài lòng à?
Phó thiếu. Không, chỉ là vài chuyện lặt vặt trong nhà. Thật ngại quá đã làm phiền phó thiếu rồi. Chúng ta đi thôi. Đợi đã. Sát sát là một cô gái thông minh và xinh đẹp. Cảm ơn hai người vì đã nuôi dạy ra một người con gái tốt như vậy. Cô ấy bây giờ đã là bạn gái danh chính, ngôn thuận của cháu. Phó thiếu, cháu đưa cô ấy đến buổi tiệc từ thiện này để giới thiệu cô ấy với toàn giới kinh doanh. Chuyện chưa được sự đồng ý của hai vị trước. Do cháu chưa suy nghĩ thấu đáo, xin hãy tha lỗi cho cháu. Phó thiếu, không cần khách sáo đâu. Sát sát có phúc mới được cậu nhìn chúng. À ha, thật sao? Hai người yên tâm để cháu chăm sóc cho sát sát. Tất nhiên, còn ai có thể đáng tin hơn phó thiếu chứ? Anh ấy đang tức giận. Có phải anh ấy đã nghe chuyện vừa rồi không? Cuối cùng, bố vẫn tin tưởng Cao Tố Nhã. Đừng để cảm lạnh. Đừng để ý chuyện ban nãy. Cha em sớm muộn gì cũng biết sự thật. Vâng. Cảm ơn anh, phó thiếu. Một khi mình tìm được bằng chứng, Cao Tố Nhã đang đầu độc bố, mọi chuyện sẽ được giải quyết.